Hôm nay chúng ta học bài tập tiếp theo là tìm số lớn nhất và nhỏ nhất từ n số nguyên được nhập từ mảng một chiều. Thì đầu tiên để làm được điều này thì chúng ta phải nhập vào một cái mảng một chiều. Thì chúng ta đã có cái đoạn code mảng một nhập mảng một chiều đã nhiều rồi. Sau khi chúng ta nhập vào mảng một chiều thì chúng ta phải diệt cái mảng một chiều và mình đi tìm ra cái số lớn nhất và cái số nhỏ nhất. Thì trong cái bài thực hành này á, thì mình giả sử là cái số phần tử mình nhập vào n nó lớn hơn không, thì mình sẽ khai báo hai biến là số lớn nhất rồi và cái số nhỏ nhất. Nhỏ nhất đầu tiên á, mình gán cái biến lớn nhất á, mình gán sẽ bằng là a không. Rồi tương tự như vậy, số nhỏ nhất mình giả sử nó cũng bằng thằng a không luôn. Rồi bây giờ đó là khi mà mình đã sử dụng cái biến không rồi đó, tại vị trí không thì mình bắt đầu mình diệt, nó phải đi từ một. Rồi thì ở trong đây á, trong cái vòng lập thì chúng ta so sánh cái thứ nhất, nếu lớn nhất mà cái số lớn nhất này mà nó lại là nhỏ hơn một cái a, tức là tồn tại một cái số lớn hơn nó. Thì mình lấy cái lớn nhất thì sẽ bằng thằng a. Rồi số lớn nhất sẽ bằng là a, điều đó có nghĩa là tồn tại một cái số mà nó lớn hơn số lớn nhất thì mình phải gán số lớn nhất bằng số đó. Thì tương tự như vậy thì mình xét là số nhỏ nhất, mà số nhỏ nhất này á, mà nó lại lớn hơn một số nào đó, một cái số a, thì có nghĩa là tồn tại một cái a nhỏ hơn số nhỏ nhất thì mình gán số nhỏ nhất thì bằng a. Thuật toán nó cũng đơn giản vậy thôi các em. Rồi sau khi mà mình đã có kết quả tìm ra số lớn nhất nhỏ nhất thì mình xuất kết quả ra màn hình. Ring F, số lớn nhất là 2.% D, xét n cho nó xuống dòng là lớn nhất, xuất cái biến lớn nhất ra. Rồi tương tự như vậy thì mình copy xuống thì mình cho nó cái số nhỏ nhất thì mình xuất ra cái số biến nhỏ nhất ra. Rồi các em debug nó lên. Bây giờ mình nhập vô 6 số rồi mình tìm số lớn nhất và nhỏ nhất. 4, 5, 7, 10, 45. Thì mình sẽ tìm được cái số lớn nhất là 45, nhỏ nhất là -10. Đây là một trong những cái bài toán đơn giản, cái thuật toán đơn giản. Các em có bài toán lên trên máy tính của mình để hoàn thành bài tập thực hành.